8 thanh niên lập lán giữa rừng đánh bạc trong mùa Covid-19. Để tránh lực lượng chức năng, 8 đối tượng ở xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đã vào chiếc lán trong rừng tách ra khu dân cư lập sới bạc để sát phạt nhau. Ngày 17 tháng 8, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Công an huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng và tiến hành triệu tập 2 đối tượng để làm rõ hành vi đánh bạc. Theo thông tin ban đầu, Công an huyện Kim Bảng đã bắt quả tang nhóm 8 đối tượng đang đánh bài trong một chiếc lán trong rừng ở xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng. Tại hiện trường, lực lượng Công an huyện Kim Bảng thu giữ một bộ bài tú lơ khơ, 15 triệu đồng, 8 điện thoại di động và 5 xe máy. Các đối tượng gồm Nguyễn Đăng Trung, Nguyễn Xuân Hiển, Bùi Thế Hanh, Phạm Văn Dũng, Nguyễn Văn Tiến, Vương Đức Trọng, Đinh Thế Anh, Đinh Hữu Tuấn, cùng chú tại xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng. Theo điều tra ban đầu, để tránh lực lượng chức năng, thủ đoạn của các đối tượng là rủ nhau đến đánh bạc tại một chiếc lán trong rừng cách xa khu dân cư thuộc thôn Hồng Sơn, xã Thanh Sơn. Công an huyện Kim Bảng đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng. Riêng hai đối tượng Đinh Thế Anh và Đinh Hữu Tuấn đã chạy trốn nên đang bị Công an huyện Kim Bảng triệu tập để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.